Người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận những thông tin liên quan đến sức khỏe và y tế. Hiện nay không ít những thông tin truyền miệng hay là đến từ Internet không được các cơ sở y tế hay là nhân viên y tế chứng thực. Do đó, việc tự ý sử dụng và lạm dụng thuốc không có chỉ định của các bác sĩ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Việc sử dụng các loại thuốc trên thị trường không có chỉ định của bác sĩ có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Bà Lê Thị Hoạt nhập viện trong tình trạng mẩn ngứa, phát ban từ chân tới tay và lan dần ra khắp cơ thể với cảm giác ngứa rát, được bác sĩ chuẩn đoán là dị ứng với thành phần của thuốc. Trước đó nhiều ngày, bà Hoạt đã sử dụng một loại thuốc cảm cúm dạng bột mua tại Nhật Bản. Vừa rồi có một đợt bác đi du lịch, bên siêu thị du lịch bảo cái thuốc cảm cúm này dùng tốt lắm. Thì bác mua đúng một hộp đấy về thì bác thấy cảm cúm và tốt rồi bác dùng. Thuốc nó qua 14 ngày rồi thì cũng không nghĩ đến thuốc. Mọi vấn đề ăn uống thì không có cái gì khác lạ cả. Thế đi xuống đây thì hôm khám giáo sư hôm thứ tư đây thì bác sĩ ở đây chỉ có chắc là sẽ dùng một cái thuốc gì chứ không thể là không dùng thuốc được. Nhưng chắc là nó phản ứng chậm thì là chỉ có thời điểm đấy là uống cái thuốc đấy thôi. Cảm cúm của nhà thôi chứ không có uống cái gì ngoài ra cả. Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao. Bên cạnh việc hệ thống y tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của người bệnh, người dân cần tiếp nhận thông tin y tế sức khỏe một cách đúng đắn trong thời đại thông tin đại chúng dễ dàng lan rộng. Hầu như người bệnh không có các cái hiểu biết về bệnh cũng như là về các thuốc điều trị rồi sử dụng thuốc đó như thế nào, hiệu quả mang lại, lợi ích mang lại cho chúng ta là cái gì và nguy cơ gây ra chúng ta là như thế nào, mà người ta dựa vào các thông tin có sẵn từ trên các phương tiện thông tin đại chúng, rồi trên mạng Internet, rồi qua truyền miệng, rồi tự tìm hiểu qua các nguồn khác nhau. Tôi không nói là toàn bộ, nhưng nhiều các cái thông tin được cung cấp cho người bệnh là không có cơ sở khoa học cũng như y học và không đúng, cho nên là người bệnh dựa vào những thông tin đó để quyết định cái việc sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc chống viêm không steroid thì có thể mang lại rất nhiều nguy cơ cho người bệnh, từ nhẹ cho đến nặng và có thể gây tử vong cho người bệnh. Người dân cần lưu ý khi tiếp nhận những thông tin liên quan đến sức khỏe và y tế qua những cổng thông tin đại chúng và Internet. Bên cạnh đó, các y bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở y tế để điều trị và sử dụng thuốc theo yêu cầu chỉ định của bác sĩ, nhằm nâng cao hiệu quả của thuốc cũng như đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bệnh nhân.